Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành. Hôm nay, mình Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi 12 con giáp từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Đầu tiên, mời các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021 xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có điểm báo vận trình không được suôn sẻ như ý muốn khi bạn đang gặp hung vận lấn át cát vận. Điểm báo tử vi cho thấy đây là thời điểm mà bạn tuổi Tý cần phải giải quyết dứt điểm những việc đang còn dở ở trước đó. Nếu không, chúng có thể gây rắc rối lớn cho bạn trong thời gian sắp tới nếu bạn vẫn tiếp tục thờ ơ và bỏ bê công việc như bây giờ. Và tuần mới này với bạn tử tí có sự xuất hiện của thiên cẩu là hung tinh, điểm báo tiểu nhân chơi xấu, có thể tung tin đồn thất thiệt khiến cho bạn tuổi tí chịu nhiều thiệt thoài, mất danh dự, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, ngáng trở đường tín thân của bản mệnh. Do đó, với bạn tuổi tí cần phải thận trọng khi kết giao với ai đó, cũng như là hành sự cẩn thận để tránh lọ ra những sơ hở cho tiểu nhân nắm thóp. Bên cạnh đó, về vận trình tài lộc của bạn tuổi Tý lại được ổn định hơn hẳn ở thời điểm đầu tuần nhờ có được chính tài chia chở. Càng về cuối tuần thì vận trình lại càng suy yếu, nguy cơ mất tiền, hao tốn về tiền cũ là rất lớn. Do đó, nếu có bất kỳ kế hoạch về tài chính hay là đầu tư nào thì bạn tuổi Tý nên ưu tiên thực hiện ngay từ đầu tuần. Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bà tuổi Tý, bạn đang gặp vận xui đeo bám, cản trở con đường tình duyên của bản mệnh, đào hoa ám đạm. Đối với những bạn đang còn độc thân, càng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với tình cảm đơn phương hiện tại của mình. Và bạn nghĩ mình đã rất chân thành rồi, nhưng trái tim của người ấy mãi chẳng chịu lung lay. Còn người đã có đôi có cặp, gặp phải khoảng lặng trong mối quan hệ hiện vốn đang tiến triển bình thường của mình nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi sửu từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021, xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang có điểm báo hung vận át chế cát vận khiến cho vận trình trong tuần của bạn gặp khá nhiều biến động và đầu tuần sẽ là thời điểm khó khăn nhất đòi hỏi bạn mệnh phải nỗ lực gấp bội mới mong xoay chuyển được tình thế nhưng mọi chuyện sẽ dần được khởi sắc tốt lành về cuối tuần nhờ của ấn quan trợ lực sẽ đưa bạn mạnh đi qua mọi khó khăn trở ngại có thể với những trở ngại ban đầu sẽ khiến cho bạn thấy nạn lòng buồn chán nhưng bạn hãy nhớ rằng khi bạn nản trí thì cũng là lúc thất bại ập đến và bạn đừng bao giờ ngừng cố gắng bởi thành công và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một bước chân mà thôi còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, tài lộc của bạn trong tuần khá chi là dư dả nhờ có được các thần thiên đức sôi sáng, bạn có được cơ hội kiếm tiền về tay khá nhiều cả về đường chính ngạch và tiểu ngạch. Đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán có được một tuần phát tài phát lộc, người làm công ăn lương cũng thoải mái trong việc chi tiêu. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu, cái chuyện tình cảm của bạn lại khiến cho bạn mệnh cảm thấy đau đầu, khoảng cách lứa đôi càng ngày càng lớn, dường như không còn cách nào có thể hàn gắn được sự rạn nứt này, tình yêu không thể nào gượng ép được. Bạn hãy làm theo những gì trái tim mình mách bão, khi ấy bạn mới thực sự cảm thấy hạnh phúc bạn tuổi Sửu nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này của bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang có được báo hiệu đón nhận tuần mới với nhiều niềm vui, xiên lận cả nội buồn, vận trình thăng trầm bất định, công việc ngay từ đầu tuần vốn đang rất tốt đẹp khi có được ấn tinh họ mệnh, tạo thêm những bước đường thăng tín mới cho bản mệnh trong tương lai tuy nhiên bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của thiên quan mang tới cho bạn những điểm báo không lành kẻ tiểu nhân rình rập tạo ra những nguy cơ khiến cho bản mệnh mất đi những ưu thế mà mình đang có bản mệnh cần phải luôn luôn chú ý nhắc nhở bản thân mình kiềm chế cảm xúc tránh cư sự thiếu lý trí nóng nảy bốc đồng tạo ra cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng để hạm hại mình ngoài ra trong tuần mới này với bạn tuổi dần bạn cũng đang gặp bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh chủ về tai họa bất ngờ điểm báo rằng có thể bạn mệnh sẽ phải gặp một số biến cố dẫn đến tiêu hao về tiền của hoặc gặp nguy cơ về sức khỏe do đó với bạn tuổi dần cần phải cẩn trọng khi di chuyển chú ý giữ gìn sức khỏe tránh vì một phút bất cẩn mà để lại hậu quả về sau này Quan về phương diện tình cảm của bạn thứ dần, trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng là lúc có sự thăng trầm bất định. Có những lúc cái chuyện tình cảm lên cao, xong cũng không hiếm khi hai người bất đồng quan điểm, tranh cãi chẳng đáng có. Điều này nhắc nhở cả hai cần phải có cách củng cố lại mối quan hệ, có phần nguội lạnh hiện tại của mình. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang có dự báo bạn trải qua một tuần khá bình ổn, biến động giảm đi rõ rệt so với trước đó. Trải qua không ít sóng gió trong công việc, áp lực về tinh thần cuối cùng với bạn tuổi mạo cũng có thể lấy lại sự yên ổn và bình an trong tâm hồn của mình. Và tuần này là dịp để cho bạn phô diện tài năng trước mặt lãnh đạo, khẳng định vị thế của mình trong tập thể nhờ sự chia chở của chính ấn hồ mệnh. Lại thêm, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi mão, bạn đang có được các tinh trợ lực có thể nói với bạn tuổi mão sẽ dễ dàng vượt qua được những sự cạm bẫy trở ngại do hung tinh thiên quan sắp đặt bạn hãy vững tin vào năng lực của chính bản thân mình ngắm thẳng tới mục tiêu và tiến bước chớ để cho những vật cản đường khiến cho bản thân mình trở nên chùn bước lại và trong cái vận trình tuần mới này với bạn tuổi mão bạn đang có được báo hiệu cái nguồn tài lộc cực kỳ là vượng đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần và đầu tuần không có nhiều cơ hội để cho bạn kiếm tiền. Do đó, bạn nên dồn các kế hoạch về kinh doanh, đầu tư vào thời điểm cuối tuần, có được các khí vây quanh, tăng tỷ lệ thành công, thu về lợi nhuận về cho bản thân mình. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi mạo trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn lại khá khó nói. Các cặp đôi không có nhiều biến động gì lớn, mọi chuyện vẫn em đềm, không nhiều vấn đề nại sinh. Song đối với những bạn đang quản độc thân thì vẫn chưa tìm được người để đồng hành trên chặng đường tìm hạnh phúc cho mình. Thời điểm này, bạn hãy cứ tập trung để phát triển bản thân mình trước cái đã bạn tuổi mão nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thìn, từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bà tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn trải qua một tuần đang có điểm báo vận trình đi xuống khi chỉ gặp hung vận khá lớn, áp lực bỏ vay khiến cho tinh thần của bạn bị xuống dốc nghiêm trọng kèm theo đó là những chuyện phiền muộn về công việc, chuyện tình cảm rắc rối, nhất là sự xuất hiện của đại hao là hung tinh, gây hao tổn về tiền của, càng khiến cho mọi thứ trở nên rối tung rối mù. Với bạn tuổi thìn, tâm trạng bất ổn có thể khiến cho bạn thiếu đi sự tập trung và điều này có thể để lại hậu quả không hề nhỏ khi thương quan là hung tinh xuất hiện, báo hiệu sự tùy tiện trong hành động của bản mệnh có thể gây ra những hậu quả nặng nề khi mà xử lý công việc một cách tùy hứng, thiếu khoa học. Trong tuần, với bạn tử thìn cũng đang gặp đại hao là hung tinh xuất hiện mang theo dấu hiệu phá tài. Vì thế, bạn tử thìn cần phải quản lý chặt túi tiền của mình, đừng có tiêu xài lãng phí, kẹo cuối tháng lại rơi vào tình trạng vay mượn khắp nơi mà lúc cần tiền thì trong túi lại chẳng có đồng nào. Phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn mệnh cũng có phần không được vui do bạn cảm nhận được khoảng cách giữa hai người cứ cả ngày một lớn hơn. Nguyên nhân cũng chỉ bởi cả hai đều chất chứa những nội niềm riêng trong lòng thay vì chọn cách trao đổi và chia sẻ với nửa kia. Từ vi tuần mới của bà tuổi Tỵ từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021 xem vận trình tuần mới này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang có điểm báo bạn trải qua một tuần khá chi là khởi vượng bà tuổi tỵ có được sự khởi sắc mạnh mẽ trong tuần với nhiều niềm vui ở mọi phương diện của cuộc sống những chuyện xui xẻo gặp phải tuần trước tuần này tự động tan biến trả lại cho bạn bầu không khí thư thái và yên bình trong tuần mới này, với những người mới đi làm hoặc là thay đổi vị trí làm việc thì nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những thử thách từ cấp trên. Bạn hãy cứ bình tĩnh đón nhận nó như công việc hàng ngày mà bạn đang làm. Đừng có quá căng thẳng, nếu không bạn sẽ khiến cho cấp trên nghĩ rằng bạn không đủ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ này được đâu. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn đang có được sự hanh thông, tình yêu đôi lứa được thăng cấp bất ngờ, hứa hẹn hai bạn sẽ có được những trải nghiệm sinh động. Còn đối với những bạn đang còn độc thân cũng có được vận đào hoa vượng vận lên tới bất ngờ. Bạn trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác giới bằng chính sự bí ẩn và thông thái của mình. Chính vì thế mà cơ hội để tìm được một nửa kia là rất lớn với bạn. Tuy nhiên, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng cần phải lưu ý sức ảnh hưởng của tiểu hao là hung tinh, tuy nhỏ nhưng cũng không được chủ quan xem thường. Trong tuần, bạn mệnh cần có kế hoạch về chi tiêu cụ thể để không bị hao hụt về tài chính quá lớn bạn tuổi Tỵ nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày tám tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn Tử Ngọ cho chúng ta thấy là đây là tuần hứa hẹn có nhiều điều tích cực và may mắn sẽ đến với bạn Tử Ngọ. Công việc của bạn ngày càng về cuối tuần càng diễn ra được thuận lợi, suôn sẻ, có thu hoạch bất ngờ. Với bạn Tử Ngọ rất hay được người khác giúp đỡ cho nên dễ dàng đạt được các mục tiêu mà mình đã đề ra và hơn thế nữa, bà tứ ngọ còn có được cơ hội tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao hoặc là tầng lớp có quyền lực trong xã hội, từ đó bạn học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cũng như là tạo ra các mối quan hệ xã giao rộng rãi, tốt đẹp có lợi cho sự phát triển trong sự nghiệp của tương lai về sau này. Xem tử vi cho thấy trong tuần mới này với bạn tứ ngọ, cái chuyện tình cảm của bạn cũng khá chi là vượng sắc, vận đào hoa vượng. Tuy nhiên, để tìm được đối tượng như ý đòi hỏi bạn tử ngọa cần phải chủ động để nắm bắt thời cơ. Nếu không, duyên đến rồi lại đi, rất đáng tiếc bạn tử ngọa nhé. Trong tuần mới này với bạn tử ngọ, bạn cũng cần phải lưu ý trong tuần đang gặp hung tinh là ngụ quỷ, cái điều này gây ảnh hưởng tới phương diện sức khỏe của bạn mệnh. Thời tiết thay đổi đột ngột, bạn mệnh cần phải chú ý giữ ấm cho cổ họng, kẹo lại bị cảm lạnh hoa kéo dài dẫn tới bệnh viêm họng cấp nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021 với bạn tuổi mùi bước sang tuần mới này đang có được báo hiệu vận trình của bạn có thăng có trầm đặc biệt là phương diện sự nghiệp hung thần xuất hiện thương quan gây ra họa khiến cho bạn tuổi mùi dễ bị kẻ tiểu nhân kích bác hành động mất đi sự kiểm soát và đưa ra những quyết định sai lầm cái điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc và uy tín của bản mệnh may sao tới cuối tuần bạn tuổi mùi lại đang gặp được chính ấn chiếu mệnh bảo trợ cho bạn lại thêm thiên ấn nâng đỡ cho nên vận trình của bản mệnh cũng dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực với những mâu thuẫn khó khăn trước đó dần được giải quyết ổn thỏa, bản mệnh cũng tạo được ấn tượng tốt với lãnh đạo cấp trên bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình. Vận trình tài lộc của bạn tuổi mùi trong tuần mới này cũng đang có điểm báo, có sự bất ổn, không được sáng rõ cho lắm khi mà chưa có nhiều tín hiệu cho thấy bản mệnh nắm giữ được tiền bạc trong tay. Mặc dù thực thần xuất hiện có lợi cho con đường làm giàu, giúp cho bạn tuổi mùi có nhiều khoản thu về tay, nhưng ngay sau đó bạn lại gặp phải họa kíp tài, diêu rắc, dễ tin người mù quáng mà đem tiền bạc tiêu tán đi mất. Phương diện tình cảm của bạn tối mùi trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn lại được ổn định, cái này an ủi phần nào cho vận trình của bạn trong tuần. Đôi lứa vẫn duy trì được những sự tương tác và trò chuyện cần thiết về những vấn đề của cả hai gặp phải. Tình yêu của cả hai bạn được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối cho nên rất bền chặt như vậy. Từ vi tuần mới của bà tuổi thân từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang có được báo hiệu bạn bước sang tuần mới đốn một tuần với nhiều cát khí lan tràn khiến cho ai nấy phải ngượng mộ trầm trò bạn tuổi thân đang gặp được thiên tài và chính tài cùng xuất hiện ngay từ đầu tuần giúp cho con đường tài lộc của bạn vô cùng là hanh thông rộng mở dù vẫn còn một vài trắc trở nhưng sau cùng bạn vẫn giành được thành công và thu về tài lộc cho mình còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi thân bạn cũng đang có được tin mừng nhờ có tỷ kim xuất hiện chia trợ cho bạn. Các thần này sẽ làm tăng thêm cho bản mệnh có được ý chí sắt đá vững vàng, cũng rất quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao. Điều đó giúp cho bạn khá nhiều trên con đường thang tín khi được cấp trên đánh giá đúng về năng lực sẵn có của bạn. Ngoài ra, trong vận trình tuần mới này với bà tử thân, bạn lại đang gặp sao dịch mạ chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo đi công tác xa chuyến công tác này vừa là thử thách nhưng cũng đồng thời là cơ hội để cho bạn tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người. Nếu như bạn tự thân làm tốt nhiệm vụ được giao phó lần này, vấn đề tăng lương, thăng chức không hề là điều gì khó khăn với bạn. Còn về phương diện tình cảm của bạn thú thân trong tuần mới này, diện biến chuyện tình cảm của bạn trong tuần cũng đang có được báo hiệu trải qua một tuần xuân sĩa vận đào hoa xuất hiện vào những ngày cuối tuần. Nếu như bạn biết nắm bắt cơ hội hiếm này, bạn mạnh nhanh chóng chấm dứt được cuộc sống độc thân tỉa nhạt của mình bằng một mối tình vô cùng là lãng mạn với người phù hợp với tiêu chuẩn mà mình luôn hằng tìm kiếm bấy lâu. tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu bạn trải qua một tuần gặp được nhiều may mắn khi được cát tinh thái dương soi chiếu sự nghiệp trên đà thăng tín tiến triển vô cùng rực rỡ đặc biệt là đối với những bạn nam bạn có được quý nhân xuất hiện chia chở giúp cho bạn mệnh trên trạng đường sắp tới hãy gặp khó khăn là sẽ có người đứng ra giúp đỡ tháo gỡ kịp thời thu về thành quả khả quan cho mình có thể nói với bạn tuổi dậu bạn là một trong những con giáp có được vận trình vô cùng là sáng sủa trong tuần này tuy không tới mức liên tiếp gặp may mắn từ trên trời rơi xuống nhưng cũng không quá vất vả và bận rộn. Bạn còn rất hay được người khác chiếu cố cho nên dễ dàng đạt được các mục tiêu mà mình đã đề ra. Chẳng những vậy, với bạn tuổi Dậu đang có được tài vận thăng cấp nhờ có được chính tài trợ mệnh với các dự án về kinh doanh, đầu tư đều cho bạn lợi nhuận cao và tuần này với bạn chính là thời điểm mà bạn ngồi đếm tiền rồi. Tuy nhiên để có được đều điều đó, bạn mệnh cũng cần phải trải qua không ít điều phiền muộn, khó khăn, thử thách và giàu sao kết quả cuối cùng cũng rất mỹ mãn, bạn xứng đáng có được điều đó bạn tuổi Dậu nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang tiến triển rất tốt đẹp, nhưng về cơ bản thì không có sự đột phá nào trong tuần. Có thể giữa hai bạn vẫn đang còn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách hai bạn đến với nhau. Và với bạn tuổi dậu hãy tìm hiểu xem trở ngại đó là gì và cùng nhau phá vỡ cản trở nó bạn tuổi dậu nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tuất từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất do chịu ảnh hưởng của sao Thái Tuế làm cho vận trình của bạn đương đầu với khá nhiều khó khăn, sóng gió, công việc của bạn không được suôn sẻ, lúc nào cũng phát sinh vấn đề bạn không ngờ tới, khiến cho bạn mệnh vô cùng là chán nản. Và bạn tuổi Tuất bạn đã từng có nhiều thời điểm bạn muốn buông xuôi xong ý chí quyết tâm trong máu của mình thôi thúc cho nên bạn vẫn kiên trì và nỗ lực nhiều hơn nữa trong vận trình tuần mới này với bạn tử tuất bạn phải đợi tới cuối tuần thì vận trình mới có thể khởi sắc nhất định bạn mệnh khéo léo tháo gỡ được những khúc mắc đang gặp phải và điều này cho thấy với sự cố gắng và nỗ lực sáng tạo trong con người của bạn đã mang về nhiều tín hiệu tích cực nữa rồi. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp thương quan kết hợp với kiếp tài cùng dáng xuống, khiến cho vận trình tài lộc của bạn bị ảnh hưởng khá chi là nhiều. Nhiều kế hoạch của bạn đều đã được thực hiện, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể mang lại được cho bạn nguồn lợi nhuận như mong đợi. Một phần nguyên nhân cũng bởi sự cả tin thiếu đi sự đề phòng của bản mệnh mà gây nên còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong tuần mới này cái chuyện tình cảm mối quan hệ của hai bạn đang ngày càng nguội dần đi chẳng ai muốn tìm cách để hâm nóng nó trở lại có lẽ cả bạn mệnh và người ấy đều đang tập trung quá nhiều tâm sức vào công việc mà thiếu đi sự chăm sóc cho tình yêu của chính mình bạn tuổi tuất đừng có để cho những bộn bề cuộc sống khiến cho ta quên đi những người quan trọng trong cuộc đời của mình bạn tuổi tuất nhé Từ vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang có được báo hiệu bạn bước sang tuần mới có được nhiều may mắn, có được quý nhân dẫn đường trị lối. Các tinh bách việt chiếu mệnh báo hiệu cho bạn có được vận đào hoa nở rộ, vận trình tình cảm của bạn được tăng tín đến bất ngờ đối với những bạn đang còn độc thân có được may mắn gặp được người trong mộng của đời mình và tình yêu đến nhanh chóng khiến cho chính người trong cuộc cũng phải ngỡ ngàng nữa. Xong á, người đã có đôi có cặp người đã lập gia đình rồi thì cần phải biết kiểm soát tình cảm của mình bởi khi đào hoa quá vượng dễ biến thành đào hoa dữ có thể tự tay phá hại hạnh phúc của chính mình bởi những cán dọ của chuyện tình cảm còn về công việc của bạn tuổi hợi trong tuần mới này với những ngày đầu tuần đã vấp phải không ít những áp lực do sự xuất hiện của hung tinh là thiên quan gây ra khối lượng cần phải xử lý tăng lên mà thời gian lại yêu hẹp khiến cho tinh thần của bạn mệnh bất ổn đôi lúc vì quá mệt mỏi vì phải xử lý quá nhiều việc cùng một lúc bạn nổi giận tút cơn thịnh nọ xuống đầu người khác dễ làm mất đi hình tượng và uy tín của chính bản thân mình nữa và từ giữa tuần trở đi với bạn tuổi hợi bạn sẽ có được sự an ủi phần nào khi gặp chuyện tiền bạc khá suôn sẻ nhờ có được thiên tài hỗ trợ nguồn thu nhập của bạn khá ổn định có phần tăng tín theo chiều hướng tích cực và thêm nữa đối với những bạn kinh doanh buôn bán đầu tư sẽ gặp được nhiều sự thuận lợi trong chuyện buôn bán vì có thêm được thực thần tạo ra cho bạn có nhiều cơ hội nhiều cơ may kiếm được nguồn tài lộc về tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.